Truyện cổ Phật giáo Vua Ba Tư Nặc của Vương quốc Kiều Tác La. Được rồi, cảm ơn. Chào mọi người. Kính chào sư phụ. Quý vị nghe được tôi không? Dạ nghe. Có nghe thấy tôi không? Dạ nghe. Tốt, tôi có thể thấy quý vị. Tôi thấy quý vị được. Bữa nay quý vị có mấy nhiêu đó thôi hả? Được, một số về rồi à. Có ai mới tới không? Giơ tay lên xem. Sao chị thấy có một nữa? Mấy người còn lại đâu rồi? Được rồi, có ai mới tới không? Bao nhiêu? Một thôi à? Dạ, ba người nữa sắp tới. Chà, hai hả? Dạ, ba. Ba người nữa sắp tới ạ. Ba thôi à? Dạ. Sao? Cô nói ba người nữa sắp tới hả? Dạ. Vậy là sáu hả? Dạ, không không, tổng cộng là ba. Với con nữa là bốn. À, tốt, vậy tốt. Chào mừng, chào mừng. Dạ. Chà, đằng đó thấy ấm quá. Quý vị ở đó có đủ ấm không? Dạ, đủ. Xin lỗi quý vị, tại họ lo về vấn đề hỏa hoạn, thành ra họ không cho mình trải loại thảm này. Có thể sau này, tại vì thời gian gần đây không ai đó và chúng tôi không có mua loại thảm chống cháy nào cả, nên bữa nay quý vị tới là ngoài dự tính của chúng tôi. Bữa nay ở đây gió lắm, vừa lạnh vừa ướt. Ở đó thì sao, đỡ hơn không? Dạ đỡ. Bên ngoài cũng gió lắm. Giống ở đây hả? Dạ. Alo, bên chỗ đó gió lắm hả? Đỡ gió hơn phải không? Dạ, gió lớn lắm ạ. À. Nhưng ở đó được che chắn nhiều hơn. Dạ, vì có tường cao, rào cao và có gì đó nữa. Nhưng cũng đừng ở bên ngoài nhé. Ngay cả ở đây cũng lạnh lắm. Bữa nay tôi cũng không cho chú chó lớn đi theo. Tại ngoài trời gió quá, vừa lạnh buốt vừa ướt át. Tôi đi mà phải che dù và tôi bảo chú ở yên trong hang. Nhưng chú không vui chút nào. Chú chó thường nhớ quý vị. Chú cứ đứng suốt ngày cạnh mấy cái bậc thềm ở đây nè, cạnh đại điện, phòng thiền ở đây, và đợi người nào đó đến mở, mở cổng cho chú. Không sao. Tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, đúng không? Tôi mừng là quý vị ở đó, như vậy tốt hơn. Ở đó ấm hơn, họ có mở máy sưởi hay máy điều hòa chuyển sang ấm cho quý vị không? Dạ có thôi sư phụ. Nếu lạnh hay nóng thì quý vị nhờ người nào đó biết. Nếu quý vị không biết điều chỉnh những máy điều hòa này, xung quanh quý vị có 6 cái máy điều hòa, có thể chỉnh thành máy sưởi. Loại máy điều hòa hai chiều đó, nơi đó ấm hơn ở đây, ấm hơn chỗ tôi đang ở, chúng tôi không có. À, cái máy sưởi nhưng mà tôi không biết xài. Cũng có thể lo được. Có điều ở đằng đó rộng rãi hơn. Cứ 2, 3 hoặc 4 người ở một phòng, đúng không? Dạ đúng. À, giống khách sạn hạng sang rồi. Ở đó quý vị tự do, cảm thấy thoải mái, tốt rồi. Nhưng tôi mừng là quý vị ở đó vài ngày, một ngày, hai ngày gì đó. Nếu bên ngoài lạnh quá, ướt quá thì bảo họ cho quý vị ăn trong nhà. Chắc có chỗ nào đó, có lẽ vậy. Phòng nào đó quý vị có thể ăn bên trong, hay nơi ấm hơn nhé. Dạ, tôi đã bảo rồi, tháng 10 là không tốt. Thấy rồi chưa? Bây giờ thấy chưa? Mới ngay ngày đầu tiên của tháng 10 mà đã mưa gió lạnh lẽo rồi. Nhiều khi gió lớn, bão tố này kia, quý vị biết không? Đuôi hay là đầu cơn bão sẽ kéo qua đây. Rồi quý vị sẽ cảm nhận được gió lạnh vô cùng. Và thậm chí đôi khi trên núi này cũng có tuyết. À, rất ít nhưng có tuyết. Ôi chà, chúng tôi đi ra, hiếm thấy lắm. Nên chúng tôi đi ra chụp hình. Và nếu cô người Quebec mà có ở đây, cô người Canada đó, cô ta sẽ nghĩ tuyết chứ có gì đâu mà lạ ôm sòm. Chúng tôi có thể mang hàng tấn từ Canada đến. Ok, bây giờ quý vị thấy ổn chưa? Dạ ổn. Bữa nay họ nấu cho quý vị ngon không? Dạ ngon lắm ạ. Đủ không? Mọi người có đủ thức ăn không? Dạ đủ. Dù sao những gì có thể cho quý vị được thì tôi đã cho rồi. Hôm nay nếu quý vị có đây cũng chẳng khác gì mấy. Được rồi, tôi mừng là quý vị ở đằng đó. Có than phiền gì không? Dạ không.
Không hả? Giỏi. Mình vẫn thấy nhau được mà. Thấy ngay lập tức. Bữa nay mới ngày đầu tháng 10 mà đã mưa liền. Tôi đã nói với quý vị rồi là tháng 10 trời mưa gió sẽ lạnh lẽo, phải không? Có nói không? Không, chắc là không. Có nói với nhóm kia. Bởi vậy mà tháng 10 không có ai tới đây. Hiểu không? Nếu có tới thì cũng phải sửa soạn thêm, hiểu ý tôi không? Phải làm mái che và vách cứng cáp hơn. Cửa ngõ đàng hoàng, giống như nhà tắm nắng nhưng có cửa. Xi măng bao quanh vài chỗ để mưa đừng có từ chỗ cao hơn chảy xuống đây, chảy xuống phần thấp hơn của nhà bếp. Bữa nay nếu quý vị ở đây thì thế nào cũng bị ướt hết, không ở ngoài được đâu. Bữa nay nếu quý vị ở đây thì tôi chẳng cần phải tranh đấu để bắt quý vị vào trong, mà quý vị sẽ tranh đấu đòi vô. Quý vị làm tôi nhớ đến chú chó lớn. Nó thích ở ngoài tới nỗi nhiều khi tôi phải giằng co với nó để mà bắt nó vào. Tôi kéo nó vào, tôi đẩy vào trong vì nó thích được tự do, được chạy xung quanh nhà và bảo vệ tôi. Lý do là vậy. Chú là chó canh gác chính hiệu. Chú không thể hiện tình cảm gì lắm, trừ khi thỉnh thoảng chú lại gần, rút mũi, tỏ vẻ nũng nịu. Chứ bình thường, chú không phải là chó vẫy đuôi. Tướng mạo nghiêm trang ha. Dạ, nhưng chúng ta ai cũng thương chú hả? Dạ, tôi thương nó lắm, tôi rất thương nó. Tôi có nói với mấy người phụ tá, nếu mà tôi thương ai nhiều như thương chú chó này, thì thế giới sẽ hòa bình. Vậy quý vị ráng lên nha, bằng tôi có thể thương quý vị giống như thương chó của tôi vậy. Rồi chúng ta sẽ có hòa bình. Nói giỡn thôi, chỉ là một thứ tình thương khác, dạng tình thương khác, phải không? Thành ra người ta mới thương chó của họ, nuôi chó như thú cưng nhưng mà họ vẫn lập gia đình, cưới chồng, cưới vợ, một tình thương khác. Hoặc là họ vẫn có con, ngoài ra thương chó và họ cũng thương con cái của họ. Chỉ là dạng tình thương khác thôi. À, quý vị có nghe rõ không? Dạ rõ, sư phụ. Dạ rõ. Chà, tốt quá. Thấy chưa, kỹ thuật cao ha. Ở chỗ đó mình có kỹ thuật cao. Tôi đang cố tìm một câu chuyện cho quý vị, nhưng không chắc lắm. Bữa nay tôi bận quá, rất bận. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương dâng hoa, lễ bái cúng kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chay hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được, cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả. Để ít ra người khác khi họ nghe tới danh hiệu của chư Phật thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói. Tôi đọc một truyện ngắn nhé. Truyện này nói về một ông vua. Ông tên là Ba Tư Nặc, ở vương quốc Kiều Tác La. Tôi phải dùng vũ khí thần, dụng cụ thần của tôi. Ngày nay mình có nhiều dụng cụ thần. Được rồi. Chuyện này do Đức Phật kể. Chính tôi, A Nan, được nghe khi Đức Phật ngụ tại tịnh xá Kỳ Viên. Chuyện liên quan đến vua Ba Tư Nặc ở vương quốc Kiều Tác La. Một lần nữa, chúng ta cảm ơn Đức Phật và tôn giả A Nan vì mẫu truyện tuyệt vời này mà ông nhớ được trong một buổi họp mặt, nơi Đức Phật đã kể chuyện này.
Hoặc là ông đã chứng kiến câu chuyện này rồi kể lại cho chúng ta nghe. Và bây giờ, chúng ta mới được thừa hưởng tất cả những mẫu truyện hay, đầy đạo đức và khích lệ này. Chúng ta cảm ơn Ngài và cảm ơn tất cả những người đã giúp truyền lại những mẫu truyện tuyệt vời này. Có một lúc trong đời, ông vua này đã từng ăn cả chậu cơm đầy, nấu với cà ri và nước sốt gia vị, tức là ông ta ăn khỏe lắm. Một ngày nọ, sau bữa điểm tâm dồi dào quá độ, không thể xua đi được cảm giác buồn ngủ, nhà vua đến chỗ vị thầy, tức là Đức Phật, đi tới đi lui trước mặt Ngài, với dáng vẻ thật mệt mỏi, buồn ngủ chịu không nổi, chỉ muốn nằm lăn ra mà không được. Nhà vua đành ngồi xuống bên cạnh Đức Phật. Thầy, tức là Đức Phật, thấy thế bèn hỏi: Đại vương đến đây mà chưa ngủ nghỉ đủ ư? Nhà vua đáp: Bạch Thế Tôn, không phải như vậy, mà con luôn luôn cảm thấy khó chịu, khổ sở sau khi ăn xong. À, nhưng mà ăn như thế nào? Ông hiểu ý tôi muốn hỏi gì mà. Một chậu cơm đầy, nước sốt và cà ri cũng rất là nhiều. Nếu ai mà ăn như thế, thì thế nào cũng bứt rứt trong người, phải không? Thảo nào trước mặt Phật, ông không điềm tĩnh được. Ông cứ đi tới đi lùi, đi qua đi lại trước mặt Ngài. Quý vị có ai ăn quá độ như vậy bao giờ chưa? Anh hả? Đâu phải, thấy anh đâu có mập, không thể nào. Dạ trước kia, chứ bây giờ hết rồi hả? Nhưng anh có cảm giác thấy khổ sở khi không ăn được nhiều không? Dạ không, khi có vấn đề phiền muộn gì, đôi khi con ăn. Tôi hiểu, nhiều người cũng vậy đó. Họ ăn cho đỡ buồn, vì họ không có gì khác. Nhiều khi tôi cũng không kỷ luật gì mấy, quý vị biết không? Khi nào quý vị làm tôi khó chịu, tôi cũng vô phòng ăn. May là chồng tôi không mập lắm nên người ta không biết tôi ăn nhiều. Thật ra không phải vậy đâu. Có ngày kia tôi hay nói với người xuất gia, nữ xuất gia. Tôi có một nữ xuất gia người Đại Hàn và một nữ xuất gia người Formosa, Đài Loan giúp tôi lo cho chó. Còn mấy chuyện khác tôi tự làm. Tôi nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ, bây giờ làm hết. Chỉ khi nào mà tôi bận quá mức thì có thể họ giúp. Nhưng tôi thích tự mình làm hết. Nếu quý vị chỉ ăn rồi ngồi suốt ngày thì cũng khó chịu giống như ông vua này. Chứ dù ăn ít nhiều gì cũng buồn ngủ như thường. Quý vị nên tập thể dục nữa. Làm việc cũng là thể dục, một kiểu thể dục. Nhưng là thể dục thực hành. Tôi không biết sao người ta không thích làm việc, trừ khi mình mệt mỏi, kiệt sức hay là suy nhược tinh thần, tùy công việc. Có người không thích làm việc. À, có người thật tình không ưa làm việc. Một số người tới tuyên bố là đến để giúp tôi, làm người có ích cho sư phụ. Nhưng tôi vừa mới yêu cầu làm gì đó thì họ nói, cái gì, 50 việc một ngày? Nói quá thôi, chứ chỉ có vài ba việc như là dọn vườn, dọn dẹp vườn hoặc lau nhà. Ở nhà quý vị cũng làm vậy phải không? Nếu có vườn thì dọn dẹp, nếu có sàn nhà nó dơ thì mình lau. Cho nên ông vua này nên nghe bài giảng của tôi đây. Quý vị bảo ông này ăn ít thôi. Rồi sau khi ăn thì tập thể dục đi. Dọn dẹp cung điện hay là đạp xe đạp. Hay là tập thể dục trong phòng tập. Hay là đi bơi, đi bộ. Thì ông ấy khỏi phải đi tới đi lui. Trước mặt Phật như vậy. Bất cứ Đức Phật ở nơi nào thì cũng có nhiều người ở đó. Một vị vua hành động như thế. Thì mất đi sự trang nghiêm, nhất là vì ăn quá độ. Nhà vua nói ông luôn luôn cảm thấy khó chịu, khổ sở sau khi ăn xong. Đâu có gì lạ, ăn kiểu đó mà, một chậu cơm, một chậu đầy ắp mà. Đâu phải một chén như mình. Xin lỗi, nhiều khi ta nói với mấy người xuất gia,
Hoặc là người nào ở gần tôi, ta nói với họ, không sao, ăn nữa đi, đừng ngại ngùng chi. Vì ta chia sẻ đồ ăn với họ nếu là món ngon. Nếu dở thì dĩ nhiên là chỉ mình tôi ăn thôi. Ta chia sẻ với họ và với chó, mà nhiều khi họ ngại. Họ nghĩ là nên để phần một ít cho tôi. Nhưng ta nói đừng lo, ta ăn xong rồi. Cho dù quý vị có ăn thêm thì tôi ăn bớt lại cũng tốt cho tôi. Tôi khỏi phải làm nhiều việc để mà tiêu hóa. Thì họ nói, thưa sư phụ, nhưng mà, tôi nói đừng lo, mình xuất gia rồi. Đâu còn gì nữa, không có gia đình, không có gì hết, không chồng, không vợ, không con cái, chẳng có quần áo đẹp, không có gì xa xỉ, chỉ còn có một số thức ăn thôi thì cứ ăn đi, đừng lo. Thành ra nói quý vị hay là tôi cũng chẳng gương mẫu gì cho lắm. Ta nói chúng ta chỉ có thức ăn thôi, cứ ăn đi. Mỗi lần mời họ, tôi thường khuyến khích họ ăn. Làm vậy không tốt, nhưng tôi vẫn làm hoài. Nhưng chúng tôi không ăn cả chậu như ông ấy, như ông vua này, nên không phải đi tới đi lui trước mặt Phật. Cho dù chúng ta có một ông Phật, Phật gỗ, nhưng chúng ta không cần phải làm vậy. Rồi thầy Đức Phật nói với nhà vua rằng, này đại vương, ăn uống quá độ thường mang lại sự khổ nhọc cho tấm thân. Dứt lời, ngài đọc bài kệ như sau. Người ưa ngủ, ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng. Kẻ ngu sẽ nhập thai mãi. Trời ơi, quý vị có hiểu không? Nếu ai ăn quá độ, như ông vua này chẳng hạn, thì họ cũng bị lôi cuốn vào giấc ngủ. Ngủ quá nhiều và thờ thẫn, rồi nằm lăn lóc như heo no căng bụng với thức ăn mỡ màng. Rồi người này, kiểu người này sẽ quay trở lại vào bụng hoài, nghĩa là gì? Đầu thai sau khi chết ạ? Sao biết? Kinh nghiệm rồi ha, có kinh nghiệm, ai cũng có hả? Ok, cho nên đây là Đức Phật khuyên mọi người rằng, nếu chúng ta phạm ăn quá độ, thì sẽ bị uể oải buồn ngủ, quá buồn ngủ, rồi không nghỉ ngơi được nhiều, thiền không tốt lắm. Rồi sẽ phải đầu thai hoài hoài. Chỉ ăn thôi. Just to eat. Rồi ngủ. And then sleep. Ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ. And sleep. And eat. Cho tới khi and sleep. Ngủ luôn until trong we mộ. Sleep forever in the tomb. Cuối buổi thuyết giảng. At the conclusion of the lesson, Đức Phật có ý muốn giúp nhà vua. Desiring to help mới đọc bài kệ sau đây. The following stanza. Con người thường chánh niệm, mindful, được ăn biết phải chăng, chừng mực cảm thọ mạnh, but nghĩa là bị khó chịu ít thôi, già chậm tuổi thọ dài, well. Không những chịu khổ rất ít only, very little, mà sẽ chậm già. Age gracefully, rồi có thể sống lâu, bảo tồn sự sống. Tôi nhớ bà ngoại tôi hay bảo tôi, ăn ít no lâu. Bà nói vậy đó, ăn ít no lâu, ăn nhiều mau đói. Bà tôi thường bảo tôi như vậy. Bà hay cho tôi ăn chung. Trời Phật gia trì linh hồn bà. Đúng vậy đó, bà sống tới 105 tuổi. Dẻo dai, khỏe mạnh. Bà đã làm việc tới khi tuổi đã rất cao. Tôi nhớ vậy đó. Bà khoảng 70 tuổi hay gì đó. Hồi tôi ở cạnh bà, mà bà vẫn làm việc kiếm tiền ở nhà, làm việc ở nhà. Vì tôi có tiệm kim hoàn. Bà đem mấy món đồ đó về đánh bóng. Trong khi đó, tôi đọc mấy truyện đời xưa cho bà nghe.
như là truyện Tam Quốc Chí, Tây Du Ký, truyện cổ Phật giáo nói về Tam Tạng, Huyền Trang, sang Ấn Độ, thỉnh hết kinh sách. Từ Ấn Độ mang về Trung Quốc. Nhờ vậy mà ngày nay mình mới có nhiều. Đa số được dịch từ tiếng Tàu, rồi sang tiếng Hồ Lạc Việt Nam, rồi cả tiếng Pali, đủ thứ tiếng. Cũng nhờ Ngài đi thỉnh kinh, chép lại rồi mang về. Sau đó mới bảo tồn, in lại. Nhờ vậy mà ngày nay mình mới có được những kinh sách lưu truyền, kể cả những câu chuyện này. Chúng ta thật lòng biết ơn Đại sư Huyền Trang và ba đồ đệ của ông. Anh khỉ, anh heo. Trông giống như heo. Và, à, tôi quên tên rồi. Một người là Tôn Ngộ Không, người kia là Satan. Một người nữa là Tri Bát Giới. Nghĩa là người này trông giống như heo, Tôn Ngộ Không trông giống khỉ, còn anh chàng kia thì giống như, tương tự như quỷ gì đó. Nhưng mà ông ấy tâm rất tốt. Thật ra tôi nghĩ, có lẽ Đại sư Huyền Trang không có nhiều đệ tử như vậy. Khỉ là tượng trưng cho đầu óc, rất thông minh, lanh lợi, nhiều khi có thần thông. Và nhiều khi rất thông minh để đối phó với các trường hợp khác nhau. Còn anh kia thì giống như heo, tượng trưng cho sự lười biếng của chúng ta, tham lam, buồn ngủ, uể oải, biếng nhát. Chẳng hạn vậy. Ngài còn có con ngựa biết nói. Nó giúp Ngài rất nhiều, con ngựa cũng giúp rất là nhiều. Trong cuộc hành trình của Ngài, đường trường sang Ấn Độ rồi trở về, chuyện này hay lắm. Quý vị có ai đọc chưa? Dạ có. Ít nhất người Tàu có đọc chưa? Dạ có. Tây Du Ký. Nếu không thì có ban hành phim bộ đó. Họ làm phim bộ về chuyện đó, hay lắm. Cho trẻ em, ta nghĩ chắc chúng sẽ thích. Nếu họ có dịch sang tiếng Anh hay là tiếng của quý vị thì quý vị mua cho các em coi. Rất hay, cũng có tính giáo dục và vui nhộn. Sau khi thầy dạy xong, tức là Đức Phật. Nhưng bản dịch này, họ hay gọi Ngài là Thầy. Thỉnh thoảng họ quên, họ gọi Ngài là Như Lai hoặc Đức Phật, nhưng rất hiếm. Đa số họ chỉ dịch là Thầy. Như truyền Tâm Ấn thì họ dịch là Phật hồi hướng công đức. Chắc là họ không biết ý nghĩa của sự truyền Tâm Ấn thật sự bên trong. À, bởi vậy, sau khi Đức Phật dạy bài kệ này cho Hoàng tử Út Đà, Ngài nói, mỗi khi nhà vua ngồi xuống ăn, con hãy đọc bài kệ này cho vua nghe. Đức Phật không nói, Đức Phật không có nói với vua mà dặn hoàng tử nhắc nhở nhà vua. Bằng mọi cách, con phải làm cho nhà vua giảm bớt thức ăn. Xong, Đức Phật bày cho hoàng tử cách làm. Hoàng tử làm theo lời Phật dạy. Và sau một thời gian, nhà vua hài lòng với một tô cơm nhỏ là tối đa. Giảm bớt trọng lượng và trở nên vui vẻ. Nhà vua thường xuyên đến thăm Phật, tổ chức lễ hội dân cúng phẩm vật tối thắng trong 7 ngày. Nghĩa là những thứ mà không phải là vật chất. Nó có trong cuốn kinh khác. Truyện khác tựa là Tích Truyện Pháp Cú. Có thể một ngày nào đó mình sẽ đọc cuốn đó nếu tìm được. Tích Truyện Pháp Cú. Hoặc là Chú Giải Kinh Pháp Cú. Có
Có thể ngày nào đó mình sẽ tìm ra nếu có trên Internet. Rồi có thể tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Nếu quý vị may mắn, ngoan ngoãn, nếu quý vị có đủ công đức. Quan trọng quá. Rồi khi Đức Phật nói lên lời hồi hướng, vì những phẩm vật do vua cúng dường, cả hội chúng triều đình đều được lợi ích lớn về tâm linh. Cha, tôi cũng tò mò muốn biết phẩm vật đó là gì. Ngày nào đó mình sẽ biết. Thôi xong, hết chuyện. Cảm tạ Đức Phật, Ngài A Nan và tất cả những ai liên quan để chúng ta có mẫu chuyện hay này. Quý vị có nghe tiếng mưa rơi ngoài kia không? Dạ không. Không hả? Ở đằng đó không? Tôi có nghe. Vì cửa sổ không đóng hẳn. Ồ, ngồi trong phòng ấm áp mà nghe tiếng mưa rơi thì thật là tuyệt. Tôi rất thích, luôn luôn thích. Mỗi lần trời mưa, nếu ở trong phòng hay là trong mái che, mà nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà hay là bên ngoài, tôi thích lắm. Cảm thấy may mắn, ấm cúng, diễm phúc quá. So cozy, so là mình được ở trong chỗ ấm áp, khô ráo. Cảm thấy quý nó nhiều hơn là lúc không mưa. Quý vị không cảm thấy thế à? Dạ có. Quý vị có cảm thấy vậy không? Dạ có. Âu Lạc Việt Nam, hồi tôi còn trẻ, chúng tôi có mái nhà tranh, gọi là nhà tranh vì nó không làm bằng mái nhà, không phải làm bằng gạch hay là ngói này kia, mà làm bằng tranh, bằng rơm, từng lớp rơm hay là lúa trồng lên nhau, lúa khô ở ngoài đồng, bốn bề chung quanh dùng bùn làm, bùn trộn với rơm, cỏ khô cắt ra. Rồi họ dùng tre nẹp lại thành giống như đàn lưới. Sau đó trát bùn này lên làm tường, cửa cũng từ nhà cổ xưa, từ cái nhà cũ. Tôi mới hỏi cha tôi, sao mình không mua cửa mới? Ông nói không được. Thời buổi này không tốt đâu. Nếu mà mình làm sang trọng quá, người ta sẽ nghĩ mình có tiền. Rồi người khác không có tiền, họ ganh tị với mình. Làm nhiều người có cảm giác đó đối với mình là điều không tốt. Tại vì sau cuộc chiến, tôi còn nhỏ mà, cảm thấy như nhà mình phải giống như nhà hàng xóm. Trong đàng hoàng hơn, cửa mới này kia. Cái cửa này cũng mềm, coi không có vẻ khá giả gì cho lắm. Con nít mà, quý vị thấy đó. Nhưng cha tôi khôn ngoan lắm. Tôi nghĩ vậy. Ông nói không nên, sau cuộc chiến nhiều người nghèo khổ, mái che còn không có. Gia đình mình có nhà là may mắn lắm rồi, thậm chí có được mái nhà tranh là tốt lắm rồi. Không nên phô trương khoe khoang quá. Mình cũng sống ở vùng quê, chứ đâu phải trong thành thị. Không nên phô trương khơi dậy lòng đố kỵ và ganh ghét và sự buồn tủi trong lòng người ta. Còn nhỏ nhưng tôi hiểu, tôi nói dạ. Biết làm gì đây? Nếu không nói dạ thì làm gì? Dù sao đi nữa vậy cũng được. Và mái nhà kiểu này thì không có cách âm rồi, như những nhà mái ngói ở châu Âu. Thành ra mỗi lần trời mưa, đóng hết các cửa ra vào và cửa sổ rồi, mà vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái như thường. Bởi vì loại mái này, nước không thấm vào được, nhưng thoáng khí cũng hay lắm quý vị ạ. À. Bây giờ về già, mà được sống trong căn nhà như vậy nữa, tôi cũng chịu. Tôi không nghĩ vẻ bề ngoài có giá trị mấy, nhưng bây giờ tôi biết cái giá trị bên trong nhiều hơn. Cho nên nếu được sống trong căn nhà tranh như vậy nữa, tôi cũng thích lắm. Vì mình được nghe tiếng mưa rơi tí tách như tiếng nhạc, âm điệu du dương khác nhau suốt cả đêm.
Nó nhẹ nhẹ đưa mình vào giấc mộng. Thấy Mary sung sướng được ở trong nhà ấm áp, an toàn. Mình sẽ cảm thấy an toàn hơn, ấm áp hơn, thấy mình may mắn hơn. Nó nhắc nhở rằng mình thật là may mắn. Thành ra tôi luôn thích âm thanh này. Ồ, bây giờ nè, có nghe tiếng ngoài kia không? Trời đang mưa. Hay quá, hay quá. Nhưng dĩ nhiên là không thú vị cho những người phải làm việc ban đêm, như là cảnh sát, nhân viên an ninh, hay là những người vì lý do nào đó mà họ phải làm việc ngoài trời. Thấy thương cho họ. Dĩ nhiên hồi nhỏ tôi đâu có biết mấy cái này. Chỉ cảm thấy rất may mắn, sung sướng được ở trong nhà, nghe mờ rời tí tách tí tách. Không biết sao lại kể quý vị mấy chuyện này. Thôi được, nhưng ngày nay, nghe nói quê tôi, làng tôi, họ đã xây những căn hộ trên đất nhà tôi vì cha mẹ tôi bán nhà. Tôi nhớ hồi nhỏ, mẹ tôi bệnh, mà cha tôi bị ở tù, tình cảnh hết sức khó khăn. Mạng sống của mẹ tôi như sợi chỉ mảnh treo chuông, em gái thì mới ra đời, mới sơ sinh. Nếu như cha tôi không về được, không được thả ra như vậy, thì chắc mẹ tôi đã mất rồi. Tại vì nhiều ngày rồi mà mẹ tôi không tiểu được. Bà không tiểu được, hiểu không? Bụng bà sưng trướng lên, nhiễm trùng hay gì đó. Hay là bà sắp chết rồi, rất là khổ sở. Nhưng ngay khi cha tôi vừa mới về, là ông giải hết, khai thông tất cả. Rồi mẹ tôi khỏe lại. Vài ngày sau, ông cũng được thả ra luôn. Bởi vậy, tôi vẫn nói với người ngoài rằng chiến tranh là không tốt. Không phải chỉ với mọi người làm thương tật, đàn bà, con nít, ông già bà cả hoặc bất cứ ai, mà hậu chiến thì luôn mang lại những đau thương khác. Bây giờ ở châu Âu, đang trải qua một cuộc di dân tị nạn lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai, hoặc có thể là tệ hại nhất trong lịch sử, lớn nhất từ trước tới nay. Có thể như vậy. Không vui chút nào. Rất nhiều người tử vong, khổ sở, đau khổ rất nhiều, nhiều lắm. Thật tình, tôi không muốn nói mấy chuyện này. Thôi mà nói gì hay hơn đi. Ít ra ông vua đó, quốc gia của ông đang hòa bình, bởi vậy ông mới có nhiều thức ăn. Nhưng sau đó, Đức Phật giúp ông cắt bớt, giảm, bớt tính tham ăn và ông trở thành một người tốt hơn. Thật ra ăn nhiều quá, mình không nghĩ ngợi gì được, chỉ muốn ngủ thôi. May ra thì còn ngủ được, chứ nhiều khi ăn quá độ đâu có ngủ được. Rồi, bây giờ có câu hỏi nào không? Thông suốt hết chưa? Không nhiều hả? Tôi chỉ muốn hỏi thăm quý vị. Coi quý vị đằng đó có chuyện chi không? Ở đó vui vẻ không? Hoàn cảnh thay đổi thì mình thay đổi theo, hiểu không? Vậy chúc quý vị một đêm thiền thật tốt. Tôi biết quý vị thích ở đây hơn, nhưng tôi muốn quý vị an toàn, ở đó thoải mái hơn nhé. Có thể khi khác mùa hè gì đó nhé. Đằng nào thì cũng chỉ một hai ngày thôi. Ở đây ướt át lắm. Salon của tôi phải đưa vào trong, giường chó đưa vào trong. Chó thì đẩy vô hang của tôi rồi. Ngay sau khi tôi vừa mới tắt đèn, chưa ra khỏi cổng, mà nó đã lắc mình mẩy, lắc chân tuột xuống, nó muốn đi, đứng dậy sẵn sàng tới đây rồi. Nhưng ta nói không, không được, bây giờ con đây, ở đây đi. Ở đây đi, ta sẽ về sớm thôi. Bởi vì nếu nó ra ngoài, nó sẽ bị ướt hết. Trời mưa quá. Với một cây dù, tôi không nghĩ là che được cả hai. Tại nó lúc chạy nhanh, lúc chạy chậm, hay là ngửi chỗ này chỗ kia, thì thế nào cũng bị ướt. Rồi tôi bận rửa ráy, lau khô cho nó, thì làm sao nói chuyện với quý vị được. Không thể có tất cả mọi thứ được.
Thôi, tôi mừng là thấy quý vị ở đó vui vẻ. Quý vị có vui không? Dạ vui. Dạ, dĩ nhiên. Nếu có cần gì thì quý vị nói với nhà bếp ở đó và văn phòng. Vậy nha, không có vấn đề gì hả? Không. Vậy thì chào Thượng Đế Gia Trì. Dạ, chào sư phụ. Thiền tốt nhé. Vậy nha. Chào. Bye.